Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay là tối thứ sáu, Việt Nam, từ miền quê hương đất nước thân yêu, Lê Minh xin gửi lời chào đến anh chị em, các bạn. Hôm nay cũng là cái ngày cuối năm của Tây lịch. Chào anh chị các bạn mới vào trong diễn đàn. Thì Lê Minh like trên cái không gian mạng này, chỉ mong muốn là làm sao mình chia sẻ những cái thông tin mà Lợi Minh học hỏi và tìm hiểu được ở xứ người cũng như trong nước, để mình tìm hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Chứ mình lên đây mình không có kênh hay là có những cái mưu cầu hạnh phúc riêng tư gì trên này, cho nên anh chị và các bạn thông cảm. Có nhiều người hỏi mình kênh nào mình không có kênh, là cái gì Lợi Minh like, thì còn anh chị em các bạn cứ chia sẻ, thấy cái đó nó có ích lợi với nhau thì mình chia sẻ học hỏi. Thì hôm nay là mình muốn chia sẻ một cái đề tài, đó là cái đề tài mà ca sĩ Quân Long, Vân Quân Long, và mình so sánh với lại ca sĩ Chí Tài, cái tài tử Chí Tài hay là ca sĩ Chí Tài. Thì đây là một cái sự việc, cái trùng hợp rất là lạ. Hôm nay mình cũng có chia sẻ về cái chuyện của ca sĩ Vân Quân Long. Thì anh chàng này phải nói là cũng rất là còn trẻ, cũng có những cái mơ ước đi ra nước ngoài. Đây là một cái hai cái sự trường hợp, nó có cái sự trùng hợp nhau rất là lạ kỳ chứ các bạn. Khi nói đến ca sĩ Vân Quân Long, anh này là người ở trong nước nhưng mà anh ta lại có cái ước mơ đi ra nước ngoài, qua Mỹ, đi tìm một cái vùng đất hứa. Khi mà anh ta đi qua nước ngoài thì cuộc sống nó ngỡ ngàng và những cái sự khác biệt. Nhưng mà ngược lại thì các bạn thấy ca sĩ Chí Tài lại lại lội ngược dòng nước. Ca sĩ Chí Tài lại trở về quê hương, đem cái tài năng về của nhạc sĩ của Chí Tài để đặng mà phục vụ ở trên đất nước quê nhà. Hai cái sự nó khác lạ nhau mà nó trùng hợp là hai người ca sĩ, một người bỏ nước ra đi vì mưu cầu hạnh phúc, và một người trở về quê hương để đặng mà đem cái tiếng hát của mình ở về với quê hương. Mà khi Chí Tài ra đi mất đột ngột, anh chị các bạn thấy để lại cho biết bao nhiêu những cái niềm thương tiếc của những người dân họ mến mộ. Mà các bạn thấy trong trong cái buổi lễ mà chia mà ma chay đó, thì tôi thấy cái đám tang của Chí Tài được tổ chức rất là lớn, phải nói là rất là lớn, nói lên cái sự hâm mộ và cái những người dân của mình hiếu khách. Nhưng mà buồn thay cho một cái là khi mà nghệ sĩ Vân Long Quân ra đi nơi xứ người, ở trong nước thì có cuộc sống rất là sung túc và đầy đủ, vì hoàn cảnh hay gì đó phải bỏ quê hương ra đi để mưu sinh. Các bạn thấy cuối cùng qua bên nước Mỹ, phải anh ta phải làm những công việc rất là cực nhọc, cái việc gì cũng phải làm để đặng mà phấn đấu. Bởi vì cái vấn đề mà ca sĩ ở nước ngoài, anh chị các bạn biết, nó không còn, nó hết thời. Ngày xưa tôi nói anh chị các bạn biết, có những nhiều ca sĩ trong nước bỏ quê hương ở đây, như Bằng Kiều, Thu Phương, những cái năm tháng đó mà khi tôi còn tham gia ở những cái cộng đồng mạng gọi là Power Talk, tôi thấy rất là bức xúc. Hai người này mới vừa bỏ Mỹ, bỏ Việt Nam ra đi, qua bên Mỹ là bắt đầu nhảy vô chửi lại quê hương. Các bạn thấy để đặng mà tìm cái số mà lượng khách ở ở bên Mỹ. Đấy. Tôi thấy rất là đau lòng cho những con người như vậy, nhưng mà sau này cũng quay trở lại, cho thấy hối hận và quay trở lại quê hương. Khi Bằng Kiều và Thu Phương trở về với quê hương, được được cơ quan nhà nước khoan hồng và cho cơ hội để đặng mà làm lại cuộc đời. Có nhiều người, những cái phe mà các bạn hâm mộ những ca sĩ đó là quyền của các bạn. Còn tôi là một người, tôi chỉ phân tích về những người mà họ họ lầm lỡ hay là họ có những ước nguyện nó không có được nhân văn lắm. Nhất là tôi không thích những cái người mà sống ở trong nước được thừa hưởng một cái đất nước hòa bình, một cái đất nước đang đổi mới và phát triển, mà khi ra được tới Mỹ rồi bắt đầu quay qua tìm cách chửi bới và xuyên tạc. Mà qua xứ người ta phải mình làm cái gì đó rạng rỡ, làm cái gì đó mà rạng rỡ thì không nói gì. Đằng này mình qua xứ người ta
mình cũng phải đi làm. Tôi nói cu li chết bà cố, nước Mỹ nó đâu phải là thiên đàng đâu. Thiên đàng là chỉ do người ta bày vẽ ra thôi, những cái thành phần ở hải ngoại nó lên mạng, các bạn thấy, nhất là cái đám chống cộng cực đoan ở bên Mỹ, nó ngồi đó nó cho ăn cái bánh vẽ thì người ta tưởng đâu thiệt. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Vì đó là một cái điều mà tôi đến đây tôi muốn chia sẻ để anh chị các bạn cẩn thận, để không muốn cái chất xám của quê hương mình nó chảy máu. Các bạn thấy rất là uổng. Tôi thấy có những người ở trong nước có của ăn của dư của thừa của để. Mấy năm trước khi tôi về ở trên Bảo Lộc, tại tôi sống tôi làm việc ở trên đó, có một số gia đình anh em thì cũng quen biết, các bạn biết, về cũng hỏi tôi Lại Minh thấy anh có nên đem gia đình qua Mỹ không, thì mình cũng góp ý cho họ. Nhưng mà bởi vì họ cũng mơ, các bạn biết ở ở trên Bảo Lộc đó, họ sản xuất được cà phê, trồng cà phê có thương hiệu riêng, bán buôn, các bạn biết, có xe đi đâu cũng bằng xe hơi, mà sống rất là thoải mái. Tôi thấy có hai gia đình mà ngồi đó cũng bỏ quê hương rồi đi, rồi trong mất có 2 năm gì qua đó đụng ngay cái mùa dịch, coi như là dân vô dách hết. Ở Việt Nam sung sướng lắm. Mấy hôm hổm tôi về mà Bảo Lộc tôi hỏi mấy gia đình đó giờ sao đó, thì một số người họ kể lại qua bển đi cày cày chết bà cố. Ở Việt Nam thì các bạn đi đâu cũng bằng xe hơi, đâu có khác gì bên Mỹ đâu, mà sống xe hơi, mà tôi nói chỉ các bạn xe ô tô tỷ mấy là họ mua chạy hào hào, đâu có, cuộc sống rất là thoải mái. Nhưng mà họ không có suy nghĩ một cách chín chắn, họ nghĩ rằng qua bên Mỹ họ có thể đổi đời và cuộc sống của họ sẽ tốt hơn. Cuối cùng giờ qua Mỹ cài tía má nhìn ra ngay cái đụng ngay rất cái bệnh dịch nữa, thành ra những cái điều đó mình chỉ lấy làm đáng tiếc. Mình thấy cái chất xám đó nó đi nó đổ mất đi khỏi quê hương của mình, cho nên Lợi Minh lên trên này cố gắng làm sao chia sẻ để cái chất xám đó nó không mất đi khỏi quê hương mà nó sẽ đem trở lại quê hương. Tôi thấy có những cái vấn đề mà tôi chia sẻ về những cái người ca sĩ hay những người Việt khác cũng vậy, tôi thấy rất là đau lòng. Ngay cả cái thằng tôi nói phải nói là tôi chưa bao giờ kêu Đàm Vĩnh Hưng bằng thằng, mà sau khi tôi thấy Đàm Vĩnh Hưng mà cư xử với lại Di Nguyễn đó, tôi thấy một cách rất là côn đồ. Đàm Vĩnh Hưng lúc trước tôi cũng thấy rất là hâm mộ nha, tôi thấy anh chàng này qua Mỹ rồi bị tụi chống cộng bên Mỹ nó chống đối, qua bên Mỹ xách tiền quá. Tôi nói chị mà giàu có như cỡ của Đàm Vĩnh Hưng đó, có tiền mà đi qua Mỹ chơi du lịch cho nó sướng, qua Mỹ nện cái nhà cái ly, tôi nói gì em, rồi bỏ ra cả mấy triệu bạc tự nhiên mua cái nhà, mua cái xe chạy bá, chiếc Cadillac Escalade, rồi chạy, rồi cuối cùng phải đóng thuế chết mẹ luôn, đóng bảo hiểm, nó không đóng đóng cái thuế cho thằng Mỹ ở bên Cali. Bởi vì các bạn thấy nó rất là đau lòng. Họ xính ngoại, họ nghĩ rằng tao có tiền tao qua Mỹ tao mua được cái đó là tao là ngon lắm, chưa chắc đâu chị các bạn, tự nhiên đi mua cục nợ đó. Trong khi đó mình ở quê hương giàu có, tiền của ăn của dư của thừa của để, mình không đi hay gì mình để mình làm những cái từ thiện để có ích cho đời. Mà cái cách phát ngôn của thằng Đàm Vĩnh Hưng tôi thấy rất là côn đồ, tôi cảm thấy thất vọng về cái tên Đàm Vĩnh Hưng. Dù Di Nguyễn có nói một lời gì chăng nữa, người ta cũng chỉ là một cái trên một cái hình thức gọi là cá nhân mà họ bình luận thôi, mà lại tỏ ra một cái đưa ra một cái câu nói côn đồ hết sức, côn đồ đến nỗi mà tôi không muốn lặp lại cái lời nói của Đàm Vĩnh Hưng. Bởi vậy rất rất là đau lòng cho những con người họ họ là những người mà nghệ sĩ mà họ đóng góp vào trong cái văn hóa của Việt Nam, mà họ hành xử trong trong những cái sự việc nó côn đồ chị các bạn. Nhìn thấy trong những ngày qua tôi nói là phải nói rất là buồn cho những con người đó, thiếu không mất đi những cái nhân văn. Khi mà tôi chia sẻ về vấn đề mà ca sĩ nghệ sĩ Vân Quân Long đó, thì có một người hỏi tôi sợ không, sợ cái đám côn đồ của thằng Sinh nó đi kiếm đúng không đấy. Tôi mà sợ thì cũng hơi chuyện lạ, tôi là cái thằng rất là bướng chứ không phải, có gì đâu phải sợ. Mình chỉ chia sẻ, mình bình luận những cái đó là sự thật của cuộc sống thôi, chứ đâu phải là mình đem cái người chết ra mình nói này nói nọ đâu. Người chết thì đã chết rồi,
nhưng mà mình đưa lên những cái gì mà mình nhìn qua cái quá trình, cái cuộc sống người đó, cái những cái thành tích và những cái gì mà người, cái người đó lúc họ còn sống họ đã làm được được cái gì và họ đã mất được cái gì, mình chia sẻ để mình rút ra những tỉa ra những cái kinh nghiệm. Chứ có gì đâu mà mình phải sợ cái văn hóa của người Việt mình. Nhiều khi cái người đó người ta dùng cái sự chết chóc để uy hiếp người khác là ô đừng có nói như vậy nha, đừng, người đó chết rồi đừng có nói như vậy. Cái chuyện người sống người chết mình có quyền bình luận, nhưng mà mình bình luận trong một cái sự nhân văn, trong cái sự kiềm chế nào, chứ mình không có đi quá xa thôi. Đó là những cái hình ảnh mà tôi đưa ra cho các bạn thấy, mà tôi phải nói là tôi rất là thất vọng về cái cách cư xử của Đàm Vĩnh Hưng. Tôi không ngờ Đàm Vĩnh Hưng lên trên Facebook, trên mạng mà đánh ra những cái câu hết sức là côn đồ, cực kỳ. Chính vì vậy mà tôi có cơ hội tôi tìm hiểu Đàm Vĩnh Hưng là ai. Bởi vì các bạn thấy có những người ca sĩ đó, người ta, những người nghệ sĩ, người ta rất là có ăn, có học, có sự hiểu biết. Người ta đóng góp vào trong cái vấn đề văn hóa, nghệ thuật đó, nó rất là hay, nó nhân bản, người ta hành xử như vậy rất là nhân bản. Còn những cái thành phần mà nó gọi là ca sĩ, mà gọi là ca sĩ đâm ngang hông á nó đâm ngang hông các bạn không, nó nổi tiếng lên nhờ được cái giọng hát, các bạn thấy không? Như là tôi nói ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng, tôi vô nói Đàm Vĩnh Hưng là ai, tôi đánh màn đó, quá trình học tập và kiến thức nó không có được đào tạo một cách bài bản, chỉ vì có những cái giọng hát hay mà nhưng mà khi mà xảy ra sự việc đó thì thiếu đi tính nhân văn, lại ý vào cái sự kiêu ngạo về những cái gì mình có, các bạn thấy. Mà tôi không ngờ Đàm Vĩnh Hưng lại đi đối đầu với một người như bình thường như là Di Nguyễn, rồi đưa ra một những cái câu nói cho là đưa rồi xúi dục đàn em côn đồ xuống hành xử vậy, nó quá ư là bại hoại trong một cái người nghệ sĩ. Bởi vậy các bạn thấy trong những cái quốc gia mà phát triển cũng vậy, các bạn đừng tưởng nha, những cái thành phần mà nghệ sĩ mà tài tử đồ, người ta bài bản lắm, hành xử một cách khôn khéo và cẩn thận trước một cái quần chúng nhân dân, các bạn thấy. Chứ không phải như cái tên Đàm Vĩnh Hưng hỏng thì tôi thấy sự việc lộn xộn lầm xùm, tôi cũng không có muốn xía vào chi, nhưng mà sẵn cái việc hôm nay là nghệ sĩ Vân Quân Long ra đi ở một cái tuổi rất còn trẻ các bạn, qua bên xứ người ta phải vất vả như vậy, các bạn thấy. Trong khi đó ở trong nước được thừa hưởng những cái thành quả của đất nước rất là tốt, qua xứ người ta các bạn thấy không? Đâu phải là ai cũng qua đất Mỹ là được đổi đời đâu, nhất là trong cái thời kỳ những năm tháng sau này khó lắm anh chị các bạn. Những gì mà tôi có được như ngày hôm nay, tôi nói anh chị phải phấn đấu chạy ra chóc giải, lên bờ xuống ruộng, chứ không phải giỡn đâu, chứ không phải tự nhiên mà tôi có được như ngày hôm nay. Nhưng mà những cái cơ hội đó bây giờ không còn nữa. Cái thời kỳ mà cái nền kinh tế nó còn ở Mỹ, nó còn gọi là rất là tốt, và cái chính trị nó còn ổn định. Bây giờ thì mè nó coi chính trị của Mỹ thì nó như nó tệ còn hơn cái nồi chó heo nữa, kinh tế của nó tơi bời ba lá, tan nát hết trơn. Mà mấy cái đám chống cộng, các bạn thấy mỗi lần khi tôi chia sẻ những cái gì mà những cái mà gọi là phát triển đổi mới của đất nước á, chèn được rồi vào trong cái diễn đàn đó. Mà các bạn thấy mấy cái bài tôi chia sẻ ở cái, những cái diễn đàn như là Tin Tức 24 rồi Đấu Trường đó, chèn được rồi các bạn sẽ thấy được những cái hành động, những cái con người mà họ bất mãn Việt Nam đó, họ côn đồ, và cái tính gọi là nhân thiếu nhân văn nhân bản của họ, mà họ sống ở những cái đất nước văn minh mới chết chứ. Thành ra hôm nay tôi muốn like để chia sẻ anh chị các bạn về cái câu chuyện mà giữa hai cái người nghệ sĩ họ ra đi, một người thì ở bên Mỹ lại về với quê hương, còn một người thì bỏ quê hương ra đi, họ đi tìm cái miền đất hứa ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà khi sang rồi thì nó vỡ mộng. Và cái cuộc sống của họ từ một cái người mà ăn lên làm ra ở trong quê nhà được rất nhiều người dân đã họ ủng hộ cái tiếng hát và họ đóng góp vào trong cái âm nhạc của Việt Nam, mà khi mà các bạn thấy ra đi
Cho nên phải cẩn thận. Tôi nói chuyện khi mà bất cứ một người Việt nào mà họ bỏ quê hương ra đi, có của ăn của dư của thừa của để trong nước rồi đó, mà bỏ quê hương ra đi để tìm, để cố gắng chạy qua nước Mỹ, tôi nói ngừng lại, uổng lắm, rất là uổng. Mình càng giàu có tiền thì bây giờ thời buổi giờ tôi nói đi đâu cũng được, chứ đi đâu chơi, đi chơi đã rồi đi về, tội gì tự nhiên phải chui đầu qua nước Mỹ, chui đầu qua hải ngoại, cố gắng qua đó mua cho nền cho cái nhà, bỏ cả cái bao nhiêu tiền của quê hương qua đó nện cho cái nhà, nện cho cái xe, rồi hỏi chứ bây giờ làm gì ăn ở trong Việt Nam, trong khi đó cơ sở làm ăn cái gì cũng có, cái gì cũng có, không thiếu gì hết đó. Mà qua bên đó bây giờ phải, tôi nói những khi phải đi làm cu li chết bà cố luôn, tự nhiên qua đó mình là người đàn ông rồi, vợ mình rồi con mình phải xúm nhau đi giũa neo. Tôi nói tôi không phải chê nghề nghiệp gì, phải qua đó mà mình kiếm được cái công ăn việc làm nào đó nó rạng danh đó, thì tôi nói cứ đi, cứ đi, tại vì mình đi cái đó mình học hỏi rằng mình đem được cái chất xám về quê hương mà, để các bạn giỏi thì các bạn sẽ phải có làm ăn kinh tế đời sống của mình rạng người cái dân tộc nữa. Mà đằng này mình đi bỏ hết quê hương ra đi, rồi qua đó đi 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 làm, cái cuộc sống nó thấp kém như vậy. Chàng ơi, tôi thấy một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Việt Nam bây giờ cái gì cũng có tiền là bây giờ tôi nói đi ra vô trong chợ siêu thị rồi nó nhiều cái nó còn hơn bên Mỹ nữa chứ không phải ít đâu, chứ không phải dân ở bên Mỹ những cái vật chất mà họ mua họ trả góp thấy bà cố luôn, còn dân Việt Nam bây giờ người ta làm, người ta có nhiều khi người ta túng thiếu người ta cũng mua trả góp, nhưng mà người ta cũng cố gắng làm sao mà cho cái cuộc sống họ ổn định cho nó khá hơn, nó chuẩn mực hơn. Còn các bạn thấy bên Mỹ giờ tè tua tơi bời ba lá, biết bao nhiêu những người Việt của mình qua đó khi mà họ không hiểu được cái xứ Mỹ rồi cuộc sống bế tắc, lâm vào những cái cuộc sống gọi là bần cùng, rất là tội anh chị. Các bạn thấy tôi nói chỉ có tôi đối mặt với rất là nhiều người Việt qua bên đó gặp tôi nói là tôi không phải là tôi bịa chuyện đâu. Có nhiều cô xách hai mẹ con bỏ ra 50.000 đô mà cả mười mấy năm về trước à, tôi đón xong rồi khóc hù hù luôn. Anh Lợi Minh ở đó tôi có cái nick gọi là Lý Tự Trọng, anh Lý kêu tôi bằng anh Lý, mà anh Lý em biết gì em không qua Mỹ đâu, ở Việt Nam em có của ăn của dư của thừa của để, có người hầu kẻ hạ luôn, bây giờ qua Mỹ hai mẹ con khổ chết bà cố luôn, đi làm ở bên Cali rồi lập phong phú giả rồi, chàng ơi đi qua rồi khổ, khổ ơi là khổ. Sau này qua Jonah cái tôi chỉ cho cái cuộc sống bên đó để làm sao mà có thể đứng trên đôi chân của mình, cho nó vất vả lắm anh chị các bạn ơi, thành ra mình phải cẩn thận. Xin chào quý ông bà anh chị em các bạn trong diễn đàn lần nữa nha. Thôi thì Lợi Minh like tới đây, Lợi Minh xin dừng like ở đây, hẹn anh chị em các bạn những cái like sau, nếu mà mình có những cái suy nghĩ, mình có những cái đề tài nào hay mình sẽ chia sẻ với chị các bạn. Chứ Lợi Minh thì không có kênh, không có kênh có kỹ gì hết trơn á, mình chỉ like một cách thong thả và vô tư ở trên cái Facebook này thôi. Khi mình đang đi hay là làm công chuyện gì đó, mình thấy có cái đề tài gì hay, mình khi đọc báo đồ, theo dõi tin tức đồ, mình thấy có đề tài hay là mình bật like lên, mình mở chia sẻ với anh chị em các bạn. Mình cố gắng làm sao truyền cái thông điệp của mình tới những người mà người ta chưa có tìm có hiểu được những cái cuộc sống ở hải ngoại, ở xứ người, mà những gì mà Lợi Minh thấy được ở quê hương mà các bạn đang có rất là tốt. Hãy cố gắng lên anh chị các bạn, khi mình ăn nên làm ra có của ăn của dư của thừa của để, rồi lúc đó các bạn đi đâu cũng được hết, hộ chiếu Việt Nam bây giờ đi khắp nơi hết, đi chỗ nào cũng được hết. Qua thấy mà đi chơi đi du lịch rồi mình đem chất xám ngược về với quê hương của mình, với các bạn như giống như ông Phạm Đình Nguyên, các bạn thấy không, đó là một doanh nhân ở trong nước đi qua Mỹ mua nguyên cái thành phố thị trấn của Mỹ luôn, như vậy á, chơi là phải chơi như vậy á. Còn không thì thôi thì bỏ quê hương ra đi rồi mình qua đó rồi mình phải lao động quá cực cực khổ chứ không phải giỡn đâu, mua được cái nhà bên Mỹ đóng thế nó không phải như Việt Nam đâu, mua được cái xe bên Mỹ anh chị các bạn biết, ở bên xe mua được cái xe, nhưng mà nuôi được cái xe là một chuyện rất là nan giải, mua được cái nhà cũng vậy nữa, phải nuôi cái nhà đó nó là một cái vấn đề rất là lớn, dù anh có giàu cỡ nào giàu.
Các bạn biết khi mà thị trường kinh tế Mỹ nó bị khủng hoảng năm 2008, nhà bạc triệu đô cho người ta mà người ta không còn dám, không dám lấy luôn á. Tại vì sao? Lấy về trả tiền thế trả không nổi, tiền thế tiền bảo hiểm nổi không, không hai cái đó không là sắp mắc dịch luôn rồi và chết luôn rồi, chứ không phải giỡn đâu. Xin cảm ơn Quang Cao nha, xin chào quý ông bà anh chị các bạn, mình xin ngừng ở đây. Bye 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 bye.